kinh tế của gia đình nhà Bảo Nam đã trở nên khá giả hơn rất là nhiều. Hai hát
xong nổi tiếng là các ca sĩ đặt bài ầm ầm, thành ra là đi ra ngoài đường có tiền tự tin hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều và hy vọng là hai cái khúc tiếp theo cũng sẽ giúp làm nhiều hơn nữa.